Hans Book. Tỷ phú Mohit Ojat, người đàn ông không tuổi. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 năm 2015, 64 doanh nhân xuất sắc từ 53 quốc gia đã hội tụ tại Monaco để tham dự giải thưởng thế giới World Equine Entrepreneur of the Year năm 2015. Ông Mohit Ojat, người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Ojat, chính là gương mặt doanh nhân được nhận giải thưởng tại Pháp cũng như danh hiệu toàn cầu trong năm 2015. Ông Mohit Ojat không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi không có một giấy tờ nào ghi lại ngày chào đời của ông tại bộ lạc Bedouin, sinh sống giữa sa mạc Syria. Cha ông là người đứng đầu bộ lạc, còn mẹ ông đã qua đời vào ngày sinh ông ra. Mẹ mất, cha từ chối trách nhiệm, bỏ bê và không nuôi nấng. May thay ông được bà nuôi dưỡng và sống trong cảnh nghèo đói. Người bà nghĩ ông sẽ làm nghề chăn cừu nên cũng không cần đến việc học, vì thế bà không cho ông đến trường. Với khát khao được học tập, hàng ngày ông vẫn lén lút nhìn qua cửa sổ của trường và học trộm. Kèm với tố chất thông minh nên ông Mohit được nhà trường nhận vào để đào tạo. Trong quá trình học, ông bị bạn bè hắt hủi không phục vì một đứa nghèo khổ thuộc tầng lớp thấp của xã hội, nhưng thành tích học tập luôn đứng thứ nhất. Vì ghét ông nghèo, bạn bè đồng trang lứa chôn ông dưới một hố cát và bỏ đi. Tuổi thơ của ông là những ngày thật tồi tệ. Nhưng sau đó may mắn đã mỉm cười với ông khi có một gia đình nhận nuôi. Đây chắc chắn là một phép màu. Có lẽ ông trời vẫn không bất công, mà do cơ hội chưa đến. Với bản năng thiên phú trời cho cùng với môi trường tốt, chẳng mấy chốc ông đã có học bổng tại một trường đại học ở Pháp. Giai đoạn đầu, mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa vì không có nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh không thể chèn ép được con người sắt thép của Mohit Ojat. Ông cố gắng hoàn thành chương trình học tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, rồi làm việc tại Pháp, một công ty lớn hàng đầu đất nước. Nhưng ông có suy nghĩ không cam chịu số phận làm thuê, ông lại có tham vọng tự quyết định vận mệnh của mình hơn là làm thuê cho các công ty. Có sẵn máu kinh doanh trong người, cùng với việc biết nắm bắt cơ hội, chẳng mấy chốc ông trở nên giàu có. Cụ thể, đến năm 1985, ông dùng hết số tiền mà mình dành dụm được, mua lại một công ty sản xuất giàn giáo sắp phá sản. Ông chia sẻ, trực giác mách bảo tôi làm vậy. Tôi nhận thấy sản phẩm này rất hữu ích, cần phải có giàn giáo tại mọi nơi, công trường xây dựng, nhà máy hay sân bay. Chính vì lý trí táo bạo đó giúp ông thành công hơn cả sự mong đợi. Công việc làm ăn của ông bắt đầu lên như diều gặp gió. Ông mở hẳn công ty ở Tây Ban Nha và Ý. Sau đó, ông tiếp tục mua lại tập đoàn Dutch Hotel Hà Lan và tiến hành mua bán, sáp nhập, rồi cho ra đời tập đoàn Ojat. Chính tập đoàn này mang lại cho ông 959 triệu đô la Mỹ, 7.300 nhân viên và có hơn 110 cơ sở trên thế giới năm 2014. Ojat là tập đoàn đứng đầu thế giới trộn xi măng về giàn giáo và xe cút kích. Tháng 3 năm 2015, tạp chí Forbes dành ra 6 trang để viết về Mohit Ojat, người giờ đây đã trở thành một thành viên trong danh sách tỷ phú do tạp chí này bình chọn. Ông còn được vinh danh là doanh nhân của năm tại Pháp và doanh nhân toàn cầu của năm. Sau hơn 35 năm kinh doanh, từ một công ty nhỏ, hiện nay Mohit Ojat đã sở hữu một đế chế gồm 170 công ty con với 17.000 nhân viên, doanh thu hàng năm là 2 tỷ đô la Mỹ. Ông được xem là một tỷ phú tự thân vận động, không khuất phục số phận và cố gắng để thoát ra bằng bất cứ giá nào. Nếu trong số chúng ta sinh ra đã không có vạch đích như ông, chắc chắn sẽ than thân trách phận. Nhưng Mohit Ojat lại không như thế, ông luôn tìm kiếm mọi cơ hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộc đời ông ra sao nếu không nhìn qua khe cửa để học? Sẽ ra sao khi bà không cho đến trường và ông chấp nhận ở nhà chăn cừu? Nhờ ham học nên đã giúp ông đổi đời và thành tỷ phú trên thế giới. Không chỉ kinh doanh giỏi, ông còn đam mê viết sách. Giờ giấc ông ngủ rất ít và thường dành toàn bộ buổi tối để viết truyện. Ông luôn đặt con người là trung tâm của doanh nghiệp cũng như tôn trọng sự đa dạng. Cuốn tự truyện Badomi của ông hiện đang được giảng dạy ở một số trường ở Pháp, nằm trong chương trình giáo khoa văn học. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến là một người tiết kiệm, có lối sống giản dị và giàu lòng vị tha. Một người bạn của ông từng tiết lộ, ông đi trên những chiếc xe đơn giản nhất, thậm chí có xe còn được dùng hơn 7 năm và sống trong những căn hộ khiêm tốn nhất. Nếu đi du lịch, chỉ ngồi ở phía đuôi máy bay. Tất cả những lời nói đó đang nói đến ông Mohit Ojat. Qua nhân vật Hans Book chia sẻ hôm nay, các bạn đã học được những gì? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh YouTube
và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo. Hans Book, sách và phát triển bản thân.